6 bí quyết khiến đàn ông luôn nhớ bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Nếu thấy video hay và hữu ích đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Phụ nữ chúng ta, lâu nay vốn là những người sống thiên về tình cảm và cảm xúc. Khi yêu, phụ nữ thường yêu hết lòng. Họ có thể ban đầu khó mở lòng, khó đồng ý bước vào mối quan hệ chính thức với đàn ông vì sợ tổn thương, sợ lừa dối. Nhưng một khi đã dành tình cảm trọn vẹn cho ai đó, phụ nữ thường chỉ nghĩ đến người đàn ông ấy. Cô ấy suốt ngày nhớ anh ấy, quan tâm xem anh ấy đang làm gì. Có nhớ mình như mình đang nhớ chàng không? Và chỉ cần một chút vô tâm của đàn ông cũng khiến phụ nữ nghĩ ngợi và tự hỏi có phải anh ấy đã hết yêu mình. Đàn ông trưởng thành, chững chạc, luôn đủ sáng suốt để biết đâu là người phụ nữ họ nên dành thời gian để theo đuổi, gắn bó. Việc chàng có đặt bạn ở một vị trí trang trọng trong tim hay không còn tùy thuộc vào phẩm chất, sự thông minh và cách ứng xử của bạn. Vì vậy, dù chỉ đang ở trong giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu hay đã thực sự bước vào một mối quan hệ chính thức với nhau, phụ nữ cũng cần có những bí quyết sống để luôn giữ vững tình yêu của đối phương dành cho mình. Nhiều người phụ nữ nghĩ rằng khi đã trở thành người yêu hay đã kết hôn rồi thì không cần phải tỏ ra thế này thế kia. Cứ tùy tiện sống theo cách mình muốn, yêu theo bản năng và hành xử theo cảm tính mà không quan tâm đến cảm nhận của đối phương. Để rồi khi đàn ông tuột cảm giác, hết yêu và rời đi thì lúc ấy phụ nữ mới chịu nhìn nhận lại những sai lầm của mình. Vì vậy, nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ yêu đương hoặc thậm chí đã kết hôn mà vẫn muốn người đàn ông luôn giữ tình yêu với mình, luôn nhớ nhung mình khi không bên cạnh, thì bạn cần có những bí quyết và cách hành xử đúng trong tình yêu. Sau đây là 6 bí quyết khiến đàn ông luôn nhớ bạn. Một, hãy là người phụ nữ bí ẩn. Đàn ông thường bị cuốn hút bởi những điều không rõ ràng, những câu chuyện chưa kể hết và những bí mật chưa hé lộ. Hãy để lại một phần bản thân mà không ai hiểu rõ, một phần bí mật mà chỉ anh ấy mới có thể khám phá. Điều này sẽ khiến anh ta tò mò và luôn muốn biết nhiều hơn về bạn. Đàn ông sẽ thấy bạn thật nhàm chán nếu anh ấy biết mọi thứ ở bạn chỉ sau một lần gặp gỡ. Vì khi ấy, anh ấy không còn động lực hay tò mò gì về bạn nữa. Đừng kể hết mọi thứ về bản thân như việc đã thất tình bao nhiêu lần, từng bị người yêu cũ phản bội ra sao, từng nói xấu sếp hay chơi xấu đồng nghiệp thế nào, hay mong muốn có bao nhiêu đứa con khi kết hôn. Hãy để anh ấy tìm hiểu bạn, muốn bước vào cuộc sống của bạn, để khám phá những khía cạnh khác về con người bạn. Đừng là cuốn sách mở sẵn một cách nhạt nhẽo, mà hãy là một cuốn sách bắt mắt từ trang bìa và hấp dẫn cả nội dung bên trong, khiến đàn ông muốn lật từng trang để chiêm nghiệm. Có nhiều cô gái, khi vừa gặp gỡ một người đàn ông, đã vội vàng đặt tình cảm vào anh ta, nghĩ rằng đã gặp được chân ái của đời mình, gặp được người có thể thấu hiểu và chữa lành những tổn thương trong quá khứ của cô ấy. Và thế là cô ấy bắt đầu dốc hết ruột gan để kể về cuộc đời mình, về sự tệ bạc của người yêu cũ, về mấy vụ ghen tuông kinh hoàng của cô nàng. Và kết quả nhận lại là sau lần gặp gỡ đó, người đàn ông dần dần ít liên lạc, ít trò chuyện và sau cùng là im lặng, biến mất khỏi cuộc đời cô gái ấy. Một cuộc tình chưa chớm nở đã vội tàn, chỉ vì sự thành thật quá mức của cô gái. Thậm chí nếu đã kết hôn, phụ nữ cũng nên giữ lại một khoảng trời riêng cho mình, đừng kể hết tất cả với người đàn ông. Hãy để anh ấy tò mò về bạn, muốn biết bạn nghĩ gì. Thỉnh thoảng hãy tạo ra những khoảnh khắc bất ngờ với anh ấy mà không báo trước, như việc nấu cho anh ấy một bữa ăn thịnh soạn, tặng anh ấy một món quà, hay mời anh ấy đi xem một bộ phim yêu thích. Lúc ấy, anh ấy sẽ hào hứng về bạn và cảm nhận bạn là một người sâu sắc. Bạn làm những điều mà anh ấy ngạc nhiên, bạn biết mình muốn gì và chủ động đạt được điều mình muốn. Bạn bí ẩn, thú vị và cuốn hút, khiến anh ấy cảm thấy bạn vừa tinh tế vừa lãng mạn, muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn, muốn trải qua cuộc sống với bạn và khám phá những điều còn chưa biết về bạn. Vì bản chất của đàn ông là luôn tìm kiếm và bị hấp dẫn bởi những điều mới lạ. Muốn trở thành một phụ nữ bí ẩn, bạn phải là người có đời sống nội tâm phong phú, có kiến thức và trải nghiệm. Chính vì vậy, hãy luôn nâng cấp bản thân mình,
trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Điều đó làm bạn luôn trở nên cuốn hút, là một người thú vị và luôn khiến đàn ông nhớ nhung bạn. Khi đó đàn ông sẽ nhận ra, việc chinh phục bạn cũng có những thử thách riêng, không phải dễ dàng mà chiếm được niềm tin và tình cảm của bạn, và đàn ông sẽ thấy điều đó vô cùng hấp dẫn. Kích thích bản năng của đàn ông là muốn theo đuổi và chinh phục bạn. Thể hiện tình cảm với anh ấy, cho anh ấy cảm giác anh ấy đặc biệt với bạn. Tình yêu luôn đi từ trái tim đến trái tim, vì vậy cách làm cho chàng luôn nhớ về bạn, chính là tình yêu và sự chân thành mà bạn dành cho chàng. Đàn ông muốn cảm nhận được sự quan tâm và cảm thấy anh ấy là người đặc biệt với bạn. Hãy thể hiện tình cảm một cách chân thành, những hành động nhỏ như lời nói yêu thương, tin nhắn ngọt ngào hay những điều bất ngờ đáng yêu sẽ khiến anh ấy luôn nhớ đến bạn. Hãy quan tâm đến cuộc sống và sở thích của anh ấy. Ví dụ như khi bạn biết anh ấy thích đội bóng nào đó, hãy tìm hiểu một chút về đội bóng đó và trò chuyện với anh ấy về đội bóng mà anh ấy thích hay về ban nhạc mà anh ấy quan tâm. Như vậy sẽ tạo nên sự kết nối bền chặt giữa hai người. Ngoài ra hãy dành cho đối phương những cử chỉ đặc biệt, ngọt ngào như bất chợt ôm anh ấy, hỏi han, quan tâm khi thấy anh ấy mệt mỏi, khiến chàng cảm thấy dễ chịu, ấm áp vì sự ngọt ngào của bạn. Hay đôi khi bạn khen ngợi đối phương, nói rằng bạn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh một người đàn ông chu đáo như anh ấy. Hoặc đôi khi chủ động nắm tay anh ấy khi hai người đi trên phố. Thỉnh thoảng thủ thỉ vào tai chàng rằng bạn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có chàng trong đời mình. Những cử chỉ đó chỉ là những hành động nhỏ, nhưng nó thể hiện tình cảm chân thành của bạn, khiến người đàn ông cảm thấy anh ấy đặc biệt với bạn và bạn cũng đặc biệt ở bên cạnh họ. Họ cũng có thể cảm nhận được vị trí quan trọng của họ trong lòng bạn. Bên cạnh đó, cũng biết rằng bạn trân trọng mối quan hệ của hai người, bạn hạnh phúc vì có anh ấy bên cạnh. Một người phụ nữ tinh tế và thông minh luôn biết cách thể hiện tình yêu và làm cho đàn ông cảm thấy họ được tôn trọng. Như vậy mới khiến đàn ông cảm thấy được kích thích, được thỏa mãn cái tôi của họ và muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho bạn. Nhưng cũng nhớ đừng khiến đối phương mệt mỏi vì đòi hỏi tình yêu và sự quan tâm quá mức của bạn. Khi đàn ông cảm thấy hạnh phúc vì có bạn, anh ấy sẽ luôn dành sự ưu tiên cho bạn, sẽ luôn quan tâm, yêu thương bạn mà không cần bạn phải đòi hỏi bất cứ điều gì. Hãy biết cách dành cho anh ấy những khoảng thời gian để anh ấy hồi tưởng lại những cử chỉ ngọt ngào của bạn. Nhớ nhung những khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người. Ngoài ra, cũng nên hiểu tâm lý của đối phương. Hãy trở thành một người phụ nữ tinh tế, biết quan sát những niềm vui nhỏ nhặt của chàng, biết khi nào chàng vui, buồn hay căng thẳng. Tình cảm là sự vun vén từ cả hai phía, bạn có thể nũng nịu, vòi vĩnh đôi khi và người yêu thương bạn sẽ luôn chiều chuộng, dỗ dành bạn. Nhưng nếu bạn cũng biết cách quan sát và thấu hiểu tâm lý của đối phương, sẽ khiến anh ấy luôn say mê và yêu bạn sâu sắc. Bên cạnh đó, khi có thời gian bên cạnh nhau, hãy cố gắng tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ giữa hai người, hãy làm cho chàng cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh bạn. Hãy dành trọn vẹn thời gian khi ở bên cạnh nhau, chia sẻ cuộc sống, lắng nghe tâm sự của người kia. Ngoài việc là người yêu, người vợ, hãy cố gắng trở thành một người bạn thân thiết. Người mà anh ấy có thể chia sẻ mọi thứ với bạn. Nếu làm được điều này, bạn sẽ trở thành một người vô cùng đặc biệt trong lòng chàng mà không ai có thể thay thế được. Và điều đó cũng khiến anh ấy luôn nhớ đến bạn mỗi khi không được gặp gỡ. Ba, có cuộc sống độc lập, thú vị. Muốn đàn ông luôn nhớ đến bạn thì bạn phải cho anh ấy cơ hội để nhớ bạn. Đừng suốt ngày bám dính lấy người đàn ông, đừng lúc nào cũng sẵn sàng có mặt và trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của anh ta. Hãy xây dựng cho mình một cuộc sống độc lập và thú vị của riêng mình. Có đam mê của bản thân và sự nghiệp phát triển, có các mối quan hệ chất lượng bên ngoài mối quan hệ tình yêu của hai bạn. Tụ tập với hội chị em, đi mua sắm, làm đẹp, tham gia các lớp học hoặc quây quần bên gia đình để ăn những bữa cơm ấm áp. Hãy nhớ rằng, đàn ông chỉ mong nhớ và khao khát có được một người phụ nữ có cuộc sống tự thân hạnh phúc và có công việc, có đam mê riêng. Điều đó hơi phũ phàng nhưng nó là thực tế. Không ai thích đi gom nhặt những mảnh vỡ. Không ai thích ở bên cạnh một người phụ nữ vẫn để những tổn thương quá khứ đè nặng đến cả hiện tại. Đàn ông yêu bạn có thể bao dung, cảm thông, muốn che chở và bù đắp cho bạn những khổ đau mà bạn đã trải qua. Nhưng bản thân bạn cũng phải là người có ý chí mạnh mẽ, có ý thức tự chữa lành và bước đi trên đôi chân của chính mình.
Đừng dựa dẫm hoàn toàn vào người đàn ông, sẽ làm mối quan hệ của bạn bị mất cân bằng. Và khi người đàn ông rời đi, bạn sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng trông chênh. Bạn sẽ lặp lại những nỗi đau cũ. Bên cạnh đó, nếu bạn không có cuộc sống thú vị riêng, bạn chỉ sống dựa dẫm vào đối phương, bạn không có công việc, không có đam mê, không có các mối quan hệ chất lượng khác, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Khi gặp gỡ nhau, bạn không có chủ đề để chia sẻ, trò chuyện cùng đối phương. Lâu dần mối quan hệ của hai người không có sự gắn kết. Và không ai muốn bước vào cuộc sống vô vị đó để đồng hành cùng với bạn. Chính vì vậy, để người đàn ông luôn yêu thương và nhung nhớ bạn, hãy là một người phụ nữ có cuộc sống độc lập, thú vị. Hãy để người đàn ông là người chủ động nhắn tin, quan tâm và theo đuổi bạn. Đừng chỉ suốt ngày ngồi đó, đợi chờ tin nhắn và trả lời tin nhắn của đối phương ngay lập tức. Khi bạn chỉ dành toàn thời gian cho việc nhắn tin với anh ấy, sẽ làm anh ấy nghĩ rằng bạn quá rảnh rỗi. Bạn không có sở thích, đam mê hay bất cứ điều gì để hướng đến ngoài anh ta. Điều này sẽ làm bạn trở thành một con người nhàm chán, không có điều mới mẻ để đàn ông muốn khám phá nhiều hơn. Khi bạn có cuộc sống độc lập, bạn có những sở thích, đam mê riêng. Khi thỉnh thoảng bạn biến mất, không dành thời gian cho anh ấy, sẽ khiến anh ấy lo sợ mất bạn, tò mò không biết bạn đang làm gì. Đi với ai, khi bạn xây dựng cho mình một cuộc sống bận rộn, thú vị, không xoay quanh người đàn ông, lại càng khiến người đàn ông muốn bước vào cuộc sống của bạn, muốn trở thành điều quan trọng và ưu tiên của bạn, sẽ luôn cảm thấy nhớ bạn khi hai người không bên cạnh. Bốn, biết cách từ chối. Đôi khi để làm ai đó trở nên nhớ nhung và khao khát muốn có bạn thì bạn phải học cách từ chối và học cách nói không. Điều này nghe có vẻ nghịch lý, nhưng bạn hãy thử nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh mình. Những thứ bạn dễ dàng có được, chính bạn cũng không cảm thấy trân trọng bằng một thứ bạn phải bỏ nhiều công sức để đạt được. Như việc bạn mua một chiếc túi sách giá rẻ, với một chiếc túi sách hàng hiệu mà phải tích cóp rất nhiều tháng mới đủ tiền mua, thì bạn sẽ biết bạn trân trọng cái nào hơn. Trong tình yêu cũng vậy, nếu bạn quá dễ dãi, quá dễ dàng đáp ứng mọi mong muốn của đàn ông, không những không làm anh ta yêu bạn, mà còn khiến anh ta mau chóng mất hứng thú với bạn. Điển hình là việc quan hệ tình dục quá sớm khi người đàn ông chưa rung động, chưa thực sự nảy sinh tình yêu với người phụ nữ, sẽ khiến anh ta mau chóng tụt cảm giác yêu. Phản ứng dễ thấy nhất là anh ta thường im lặng với cô nàng sau khi xảy ra việc quan hệ, dù cho cô ta có trách móc, hờn giận hoặc thậm chí đau ốm nhập viện, thì anh ta cũng chẳng quan tâm tới. Đa phần phụ nữ sẽ tự lấy lý do biện hộ cho người đàn ông như chắc anh ấy áp lực công việc, chắc anh ấy quá bận rộn hay chắc anh ấy bị trầm cảm mà không biết rằng anh ta chẳng bị gì cả, ngoài việc anh ta đã chán cô nàng. Những thứ càng dễ dàng có được, càng khiến người ta cảm thấy không giá trị và mất hứng thú. Chính vì vậy, để làm đàn ông nhớ nhung và khao khát muốn có bạn, thì bạn phải là một người có giá trị cao, có giới hạn bản thân và sẵn sàng nói không với những thứ bạn không muốn. Ví dụ như nói không với việc lên giường khi bạn cảm thấy đàn ông chưa đầu tư thời gian và tình cảm cho bạn. Nói không với những cuộc hẹn mà anh ta nhân tiện đi ngang qua nhà bạn chứ không phải sắp xếp để được gặp bạn. Nói không với những cuộc gặp gỡ vào lúc 11 giờ đêm. Từ chối gặp anh ấy vào cuối tuần khi anh ấy hẹn bạn quá sát giờ và bạn đã lên lịch hẹn với đám bạn, chứ không phải bạn hủy cả cuộc hẹn chỉ để đến gặp anh ta. Hãy từ chối và hẹn lại anh ấy vào một ngày khác. Khi bạn làm như vậy, sẽ làm anh ấy thấy bạn là một người có giá trị và có giới hạn bản thân. Bạn không dễ dãi, không tùy tiện và bạn khó chinh phục. Để có được tình yêu của bạn, anh ấy phải nghiêm túc hơn, nỗ lực hơn, chứ không phải chỉ nhớ đến bạn khi rảnh rỗi, thích thì đến, không thích thì đi. Điều này càng làm anh ấy nghĩ về bạn nhiều hơn, luôn nhớ nhung và muốn chinh phục để có được bạn trong đời mình. 5. Tôn trọng tự do của chàng. Điều quan trọng trong tình yêu mà nhiều người phụ nữ khi yêu đương thường không nhận ra đó là sự tự do cá nhân của mỗi người. Chúng ta khi bước vào một mối quan hệ thường trở nên quá kiểm soát, quá bất an, lo sợ. Luôn muốn đối phương chỉ xoay quanh mỗi mình. Nhiều người phụ nữ mắc một sai lầm phổ biến là khi trở thành người yêu của nhau, các cô gái muốn sở hữu luôn chàng trai. Bắt anh chàng từ bỏ các cuộc vui bên bạn bè, không cho anh ấy đi chơi, không cho anh ấy nhắn tin với nhóm bạn mà trong đó có vài bạn nữ, hay đơn giản muốn anh ấy thay đổi tất cả vì mình.
Và rồi người đàn ông cảm thấy quá ngột ngạt, như thể cuộc sống của mình bị kiểm soát hoàn toàn và tách biệt với thế giới từ khi có người phụ nữ ấy. Để rồi khi chịu không nổi, họ quyết định kết thúc mối quan hệ đó. Cảm giác của họ lúc đó là được giải thoát chứ không hề có cảm giác đau buồn vì chia tay. Mà trong trường hợp này, người đau khổ nhiều nhất vẫn là người phụ nữ ấy. Giống như một cánh diều, khi kéo căng quá thì đứt dây. Tình yêu cũng vậy, để nó bền chặt, hãy nối thêm dây, chấp thêm cánh, chứ đừng kéo căng quá mức. Phụ nữ muốn được yêu thương, hãy biết cách tôn trọng tự do của người đàn ông. Những phụ nữ tâm lý luôn cho người đàn ông của mình không gian riêng. Họ chẳng bao giờ gọi điện thường xuyên chỉ để muốn biết chàng đi đâu, đi với ai. Vì họ hiểu tình yêu không có sự tin tưởng, trước sau gì cũng đổ vỡ. Đổi lại, chàng sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc vì tìm được người hiểu mình, và dù có đi đâu cũng muốn nhanh chóng được về bên cô ấy. Đừng cố gắng thay đổi một người đàn ông, mà hãy học cách yêu thương con người thật của anh ấy, vì có như vậy, hai người mới có thể thoải mái ở bên cạnh nhau, mà không cố gắng biến mình thành một con người khác. Nếu không chấp nhận được anh ta ngay từ đầu, thì hãy mạnh dạn từ bỏ mối quan hệ, chứ đừng cố gắng thay đổi họ. Bởi vì bạn mãi mãi không thể thay đổi được một người đàn ông, trừ khi chính họ muốn thay đổi tốt hơn để phù hợp với bạn. Khi bạn tôn trọng tự do của người đàn ông, cũng là cách bạn thể hiện sự tin tưởng dành cho anh ấy, và đặc biệt, bạn thể hiện được giá trị của bản thân mình. Bởi vì một người phụ nữ quá kiểm soát trong tình yêu, chỉ chứng tỏ cô ấy là một người bất an, tự ti và thiếu tự tôn của bản thân. Đàn ông chỉ say mê những người phụ nữ kiêu hãnh, có khí chất và có một chút kiêu kỳ để họ theo đuổi. Khi quá kiểm soát, phụ nữ đẩy mình vào trường hợp chạy theo để níu giữ người đàn ông, khiến anh ấy nghĩ rằng, dù anh ta có làm gì, bạn vẫn sẵn sàng ở đó. Chờ đợi anh ta, sợ mất anh ta. Và điều đó, khiến đàn ông cảm thấy việc có mặt của bạn trở thành điều hiển nhiên và không còn sự hứng thú với bạn. Chính vì vậy, để đàn ông luôn yêu thương và luôn nhớ bạn, hãy tôn trọng tự do của anh ấy, cho anh ấy không gian và thời gian để luôn nhung nhớ bạn. Sáu, hãy hạnh phúc và là chính bạn. Phụ nữ sẽ trở nên quyến rũ đặc biệt khi một người phụ nữ tỏa sáng từ bên trong và tự tin trong chính bản thân. Hãy chấp nhận và yêu thương bản thân mình với những ưu điểm và khuyết điểm. Quan tâm đến cả bên ngoài và nội tâm bên trong của bạn. Khi bạn tự yêu thương, bạn sẽ tỏa sáng và thu hút sự chú ý từ đàn ông. Hãy nhớ luôn là chính mình, đừng cố gắng trở thành bất kỳ một ai khác, vì bạn chỉ có thể cố gắng một vài lần, chứ không thể cố gắng cho giống người khác cả đời. Hãy thành thật với bản thân, tự hào về chính mình, hạnh phúc với những gì mình có. Và lựa chọn ở bên cạnh một người đàn ông yêu bạn vì chính con người của bạn. Vì nếu thực sự yêu thương và đi đến cuối đời với nhau, hai bạn sẽ bên nhau vài chục năm nữa. Chính vì vậy, chỉ có yêu con người thật của nhau thì tình yêu mới vững bền. Ngoài ra, hãy sống một cuộc đời hạnh phúc dù có người đàn ông bên cạnh hay không. Hãy tự tin, kiêu hãnh, nỗ lực hết mình cho công việc, kiếm nhiều tiền, mua những món mình thích, đi những nơi mình muốn và sống cuộc đời mình mơ ước. Đừng trông đợi người khác sẽ đến và mang đến hạnh phúc cho bạn. Bạn càng trông chờ sẽ càng nhận lại nhiều thất vọng, bởi vì hạnh phúc thực sự phải xuất phát từ chính bản thân bạn trước tiên. Bạn phải trọn vẹn, đủ đầy và hạnh phúc từ bên trong trước khi đến với bất kỳ một mối quan hệ nào. Vì như vậy bạn mới không bị lệ thuộc tình cảm vào đối phương. Và cả hai mới có thể cùng xây nên một tình yêu hạnh phúc vững vàng. Cuối cùng, hãy sống và yêu một cách chân thành, không giả tạo hoặc lừa dối, mà hãy cho phép bản thân thể hiện tình yêu và sự chân thành với đối phương. Đàn ông sẽ luôn nhớ bạn khi bạn mang đến cho anh ấy một tình yêu chân thật và làm cho chàng cảm thấy hạnh phúc. Như vậy, anh ấy mới muốn gắn bó cả đời với bạn. 6 bí quyết khiến đàn ông luôn nhớ bạn. Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm kiến thức để hành xử trong mối quan hệ của chính mình. Dù đang yêu hay đã kết hôn, chúng ta ai cũng muốn đối phương luôn chung thủy, luôn yêu thương và luôn chỉ nhớ đến một mình. Tình yêu là ích kỷ và đó mới là tình yêu. Nhưng để tình yêu vững bền, để tình cảm không phai mờ trong lòng người ấy, thì tốt nhất chúng ta nên trang bị cho mình những kiến thức tình cảm, những cách hành xử đúng trong tình yêu và cả những lời nói để làm nhau vui. Bên cạnh đó cũng cần những kiến thức khác để chúng ta có thể nhìn nhận ra,
đâu là người đàn ông yêu mình thật lòng và đâu là người chỉ lợi dụng tình cảm của chúng ta. Để có thêm những kiến thức đó, chúng tôi hẹn bạn ở những video khác. Và để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi, đừng quên bấm like và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!